Như vậy nhưng mà bạn này sẽ đỡ trước lên hơn một tuần cho các lên ra cho các bạn xem trước rồi. Ok. Dạ thì hôm nay thì em hôm nay thì em sẽ đại diện em và bạn Tuyến và bạn Tuấn sẽ đại diện cho nhóm 7 thì trình bài thai kỳ có bệnh lý nhiễm trùng tiểu ạ. Đây là danh sách của nhóm em. À, về nội dung thì sẽ có bốn phần, đó là phần đại cương và nhiễm đại cương nhiễm khuẩn nhiễm không triệu chứng, viêm bàng quang và viêm thận bệ thận cấp. Đầu tiên là phần đại cương. Đại cương thì nhiễm trùng đường tiết niệu, viết tắt là UTIS, là một cái nhiễm trùng tiểu thường gặp ở sản phụ, được định nghĩa là một tình trạng nhiễm trùng đường tiểu dưới hay là đường tiểu trên. Có các thường được chia thành các dạng lâm sàng thường gặp, đó là nhiễm nhiễm trùng tiểu ở thì là viêm bàng quang cấp và viêm viêm thận bệ thận, và một trường hợp thứ hai đó là nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng. Về tỷ lệ về cái tần suất thì tỷ lệ cái nhiễm của nhiễm khuẩn niệu thì tương đương với phụ nữ bình thường, nhưng mà nhiễm khuẩn niệu tái phát á, thì có tỷ lệ cao hơn đối với phụ nữ mang thai. Theo như ACOG năm 2008 á, thì tỷ lệ suất của mắc nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì chỉ là ở phụ nữ mang thai xấp xỉ 8%, trong khi đối với phụ nữ bình thường là từ 5 đến 10%. Nên là không có sự chênh lệch lớn về cái tỷ suất này. Về sinh sinh bệnh học thì đối với phụ nữ mang thai thì sẽ có một số cái yếu tố thay đổi sinh lý gây lên cái vấn đề, nên là sẽ tăng lên cái nguy cơ bạo nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ. Đầu tiên là khi mà mang thai thì tử cung sẽ lớn lên, gây chèn ép bàng quang, niệu quản, gây tăng áp lực lên bàng quang và ứ nước tiểu, gây khó tiểu, bí tiểu. Động lại nước tiểu là một cái nguy cơ để tăng tăng sinh những vi khuẩn đường tiết niệu. Thứ hai, ngoài ra thì cái tử cung lớn này cũng chèn ép lên niệu quản, nên là niệu quản gây giãn niệu quản và giãn bể thận. Thêm được biết thì cái giãn đài bể thận niệu quản này thường xuất hiện thì sẽ thường xuất hiện từ tuần thứ 10 trở đi, và tăng và xuất hiện từ tuần thứ 10 trở đi và sẽ xuất hiện đến hết các thai kỳ, và thường sẽ kết thúc khi thai kỳ được chấm dứt từ khoảng 6 đến 12 tuần sau sinh. Theo như các nghiên cứu thì người ta thấy là cái việc mà giãn niệu quản hay là đài bể thận được 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 cho thấy thì sẽ thực hiện nhiều hơn ở bên phải, nhiều hơn bên trái. Nguyên nhân người ta đưa ra là có thể là do bên bên trái sẽ được sự nâng đỡ của che được nâng đỡ và che chở của được nâng đỡ của hậu được hậu môn và được trực tràng và hormone đại tràng sigma. Thứ hai là tăng khi mà mang thai trong giai đoạn đầu thì sẽ tăng progesterone làm giãn cơ trơn niệu quản, cũng gây gây nên tình trạng ứ nước tiểu. Và thứ ba thì là ở bệnh nhân mà khi ở sản phụ thì sẽ có tăng thể tích dùng thể tích dịch máu trong trong nội mạch thì sẽ làm tăng lưu lượng tăng độ lọc cầu thận, sẽ làm tăng gây tăng đệ thể tích nước tiểu, kết hợp với cái việc mà ở trên là giãn giãn cơ trơn giãn niệu quản bằng giãn niệu quản và bị chèn ép đường tiết niệu thì sẽ có nhiều gây ứ lại thể tích nước tiểu nhiều hơn. Thứ tư thì khi mà ứ động nước tiểu này á, thì sẽ còn làm giảm càng làm vì càng làm ứ động nước tiểu thì sẽ càng làm giãn lên cái gây tăng áp lực làm giãn lên cái niệu quản bể thận và đài bể thận. Không những vậy mà khi mà bị áp lực nhiều quá thì sẽ có gây hiện tượng là trào ngược bên dòng nước tiểu. Ngoài ra một cái sinh lý khác ở phụ nữ mang thai đó là đối với phụ nữ mang thai thì cái việc gia tăng đường huyết niệu, gia tăng đường đường niệu và đạm niệu trong được tăng lên rất nhiều. Đó là cái môi trường thuận lợi để cho các vi khuẩn phát triển. Một em đọc ở trong ai cốc thì nó người ta có giải thích một phần, đó là khi mà trong
ở phụ nữ mang thai thì các đạm niệu, thành phần đạm niệu sẽ làm nó là cái nó ảnh hưởng tới cái việc thuận lợi hơn cho cái E. coli nó bám vào đường niệu đạo. Và cuối cùng đó là khi mà ở một phụ nữ mang thai thì khả năng miễn dịch của chúng ta sẽ suy giảm, bởi vì cơ thể phải giảm đi để giảm cái thụ thể MHC để thích hợp cho việc mang mang một cái tế bào mới mang một cái tế bào mới như là thai nhi, và cái việc để và giữ ổn định cho thai nhi hơn. Và về một cái yếu tố, các yếu tố nguy cơ ở một sản phụ, đó là ở những có thể mắc nhiều hơn đó những người có tiền căn nhiễm trùng đường tiết niệu trước đây. Ở các thai phụ có đái tháo đường hoặc là đái tháo đường thai kỳ, những bệnh nhân thiếu máu, như là thiếu máu hồng cầu nhỏ, thiếu máu đặc biệt là các bệnh thiếu máu như thalassemia, thường về đường tiết có những bất thường về đường tiết niệu, dị tật đường tiết niệu bẩm sinh, đối với phụ và đặc và phụ nữ sanh nhiều lần, người ta thấy rằng thì phụ nữ sanh nhiều lần đây là đặc biệt là những người phụ nữ châu Phi, người phụ nữ da màu sanh nhiều lần sẽ có tỷ suất mà xuất hiện nhiễm trùng đường tiết niệu cao hơn đối với những người da trắng và ít sinh. Đối với các và còn một trường hợp nữa là các can thiệp thời trong giai đoạn mang thai, như là đặc biệt là đặt ống thông tiểu, người ta thấy trong một số nghiên cứu thì người ta thấy rằng là trình độ học vấn, tuổi mạng, điều kiện kinh tế và lối sống tình dục cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến đến cái việc nhiễm trùng đường tiết niệu. Quay lại trung tâm, quay lại trung tâm thì người ta thấy thì tuổi mạng càng cao, trình độ học vấn, đối với những người mà có trình độ học vấn thấp thì nguy cơ vệ sinh, thì cái việc vệ sinh đường tiết niệu của họ kém hơn những người có trình độ học vấn cao và cái hiểu biết của họ thấp, nên là nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiết niệu cao hơn. Những sản phụ mà có tuổi càng cao thì nguy cơ thì người ta thấy được cái việc mà bị nhiễm trùng đường tiết niệu xuất hiện nhiều hơn ở độ tuổi lớn tuổi, thường là trên 30. Ở trên 30, 33. Điều kiện kinh tế thì trong một cái nghiên cứu ở châu Phi thì người ta thấy là ở Ethiopia thì người ta thấy là cái điều kiện kinh tế càng thấp thì ở môi trường điều kiện kinh tế, cái môi trường sống dơ, không đủ khu ở chuột thì có nguy cơ rất cao cho với việc bị nhiễm trùng tiết niệu. Lối sống tình dục thì xong nhiều cũng nhiều nghiên cứu cho thấy thì cái một tuần đối với phụ nữ mang thai mà một tuần quan hệ tình dục quá 3 lần thì nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu cao hơn đối với người phụ nữ không không ít hơn 6 lần đó. Về tác nhân gây bệnh thì việc tác nhân gây bệnh ở nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ bình không mang thai và mang thai thì là giống nhau, không có sự khác biệt. E. coli là tác nhân thường gặp nhất đến 70%, còn lại các tác nhân khác thường gặp cũng như có thể là Leptospirosis, pneumonia, Reuteriosis mirabilis, Enterobacter spicae, Staphylococcus, Saprophyticus hoặc là GBS hoặc là Reuteriosis spicae. Cái đặc biệt là cái GBS này thì nó sẽ đặc biệt hơn là khi mà nhiễm trùng nó sẽ gây nhiều ảnh hưởng đặc biệt đến nhiễm trùng sau sinh, nên là khi mà ở bệnh nhân mà có chỉ cần xuất hiện khi mà cấy mà nếu không có được sự không đạt được mức chuẩn để chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu mà chỉ cần có xuất hiện của nó thì đã sử dụng kháng sinh dự phòng trước sinh, trong như là những bài mà anh những bài mà các anh chị đã từng dạy về cái vấn đề dự phòng trước sinh nhiễm trùng sơ sinh của GBS này. Tiếp theo thì em sẽ trình bày phần nhiễm khuẩn tiết niệu không triệu chứng. Cái định nghĩa về nhiễm khuẩn tiết niệu không triệu chứng á, thì nó được định nghĩa là sự xâm nhập dai dẳng của đường tiết niệu của vi khuẩn vào đường tiết niệu bởi một lượng đáng kể vi khuẩn ở phụ nữ và không có triệu chứng, và đặc biệt là không có triệu chứng đường tiết niệu. Tỷ suất ở người phụ nữ không mang thai là từ 5 đến 6% và tỷ suất ở người phụ nữ mang thai là từ 2 đến 7%.
tức là cũng không có sự khác biệt về tỷ suất. Và thường gặp ở người da đen, cũng như ở trên thì sẽ là thường gặp ở người da đen, những người có bệnh đái tháo đường, và ít gặp hơn những người da trắng, ít xanh nở, xanh đẻ. Về tầm soát thì có nhiều khuyến cáo, em đây là em lấy từ nhiều khuyến cáo, thì theo khuyến cáo của Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ AFP thì thực hiện tầm soát nhiễm khuẩn đường tiết niệu không triệu chứng ít nhất một lần trong trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Còn đối với ICOG thì nên được tầm soát trong trong lần khám thai đầu tiên và thực hiện lại trong tháng thứ ba ở tất cả các phụ nữ mang thai. Cái nước tiểu là cái công cụ bằng và theo RCOP hoặc ICLG và cả RCOP thì đều khuyến cáo là cái nước tiểu là công cụ dùng để tầm soát theo khuyến cáo và cần được theo dõi nhiều lần đối với những phụ nữ đã được chẩn đoán và điều trị trước đó. Thí dụ như những người đã có tiền căn, trước đây đã bị nhiễm đường nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc là trước trong lần đầu đã có thì xét nghiệm đã thấy có xuất hiện thì sẽ được điều trị và sẽ theo dõi lại sau đó. Có một số xét nghiệm khác như là xét nghiệm nước tiểu với que nhúng díp tích thì có độ nhạy chẩn đoán từ 50-92% và có giá trị chẩn đoán âm tính là từ 99,2%. Tuy nhiên thì ở Mỹ thì người ta vẫn có một vài trường hợp để dùng để chẩn đoán, nhưng mà theo em nghĩ thì nó là dùng để chẩn đoán ở những cái bệnh nhiễm khuẩn niệu có triệu chứng. Và các khuyến cáo trên thế giới thì người ta đều khuyên rằng là sự chỉ có một cái nước tiểu là có độ nhạy và được hiệu chuẩn nhất để có thể chẩn đoán được cái nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng này. Và cái việc cái nước bằng que nhúng thì không không đạt được chuẩn không đạt được chuẩn. Cái việc tầm soát này sẽ được thực hiện trên tất cả các thai phụ khi đến thì theo như các em đọc được thì nó sẽ là tầm soát tất cả thai phụ mà lần đầu tiên đến khám. Khoảng tuần rồi. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì đầu tiên là bệnh nhân không có phải là bệnh nhân không có triệu chứng ở đường tiết niệu. Thứ hai là khi mà cái nước tiểu phân lọc được lớn hơn hoặc bằng 10 muỗng năm không vi khuẩn trong 1 ml đối với nước tiểu giữa dòng và cho kết quả cùng một loại vi khuẩn trong 2 mẫu cái liên tiếp hoặc là trên 10 muỗng 2 không vi khuẩn đối với nước tiểu lấy từ ống thông tiểu. Qua qua dẫn alo về tiên lượng thì đối với mẹ thì nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng mà nếu được không điều trị thì sẽ có đến 20 đến 35% sẽ tiến triển thành là nhiễm khuẩn niệu có triệu chứng trong thai kỳ. Theo AFP thì tỷ lệ này có thể trở thành viêm bàng quang có triệu chứng đến 30% và nhiễm viêm đại bể thận có thể đến 50% và cái tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu có triệu chứng sẽ được giảm đến 70 đến 80% nếu mà được điều trị triệt để bằng bằng kháng sinh. Kết cục sản khoa thì đối với đường nhiễm khuẩn đường tiết niệu không triệu chứng không được điều trị thì có những có theo theo như rợt cấp thì sẽ có liên quan đến tăng nguy cơ đối với con như là sinh non ngạc cao thai chết lưu tử vong chưa sinh hạn chế tăng trưởng và phát triển cả về thể chất là trí tuệ qua tới này. Thêm một cái tính về thống kê theo một thống kê từ 19 cái nghiên cứu thì người ta cho thấy rằng là đối với mẹ mà nhiễm khuẩn đường tiết niệu không triệu chứng và được điều trị và những người phụ nữ không được điều trị thì ở những người phụ nữ được điều trị thì sẽ có giảm được 2 đến 2/3 nguy cơ 2/3 nguy cơ tỷ lệ sinh con nhạy căng và đến 1/2 nguy cơ sinh non đối với mẹ. Người ta không thấy rằng là không có sự khác biệt ở các
việc không có sự khác biệt khi mà người mẹ ở, nhiễm ở đâu có nguyệt nào đi chăng nữa, và cái tỷ lệ sinh non này và nếu được điều trị thì người ta có thể giải mới có thể thấy rằng là cái sự có thể cải thiện được cái việc sinh non và nhẹ căng đối với thai nhi khi mà được điều trị triệt để cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu không triệu chứng này. Còn đối với mẹ thì mẹ sẽ có những nguy cơ như là sanh non nhẹ căng, tăng nguy cơ tiền sản giật nặng, thiếu máu, viêm màng đệm hoặc là viêm nội tâm mạch sau sinh, viêm nội mạch tử cung sau sinh. Đây là cái bản kết quả nghiên cứu của RCOP năm 2008. Thì mình thấy thấy là cái tỷ lệ chết tất cả đều đều đạt được cái mức tiến độ tin cậy 95% ở cả mẹ lẫn con, với các yếu tố nguy cơ mà đã được nói trên. Và cái này về điều trị thì cả em tham khảo Tudet hoặc là William thì người ta đều khuyến cáo là điều đầu tiên sẽ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Khi còn nếu mà mình có được kháng sinh đồ từ việc tiêm từ việc cấy thì mình sẽ điều trị theo theo mẫu kháng sinh đồ đã cho. Còn nếu mà không có thì mình sẽ điều trị theo kinh nghiệm, kháng sinh theo kinh nghiệm, và được các loại kháng sinh được khuyến cáo theo kinh nghiệm đó là beta-lactam, nitrofurantoin và fosfomycin. Thời gian sử dụng thì sẽ có nhiều phác đồ kháng sinh khác nhau và nhiều khuyến cáo khác nhau, nhưng nhìn chung thì được khuyến cáo trung bình nhất là từ 7 đến 10 ngày theo ACOG hoặc là William đều khuyến cáo là từ 7 đến 10 ngày. Các nghiên cứu cho thấy rằng thì việc sử dụng kháng sinh đơn liều sẽ có hiệu quả thấp hơn so với các việc sử dụng kháng sinh đa liều. Đây là đây là cái liều sinh của động điều điều trị kháng sinh của William, bên trái là điều của William. Thì người ta khuyến cáo sử dụng tốt nhất là có thể dùng bất kỳ loại loại phác đồ nào ở trên cái bảng này. Tuy nhiên thì người ta thấy được cái hiệu quả tốt nhất là dùng nitrofurantoin 100 mg một ngày sau trước trước khi ngủ trong vòng 10 ngày 10 mỗi lần 100 mg mỗi ngày trước khi ngủ trong vòng 10 ngày, hoặc là dùng 100 mg mỗi ngày 2 lần từ 5 đến 7 ngày đều có hiệu quả như nhau. Và người ta khuyến cáo là cái liều mà đơn liều vaccine liều kháng sinh đơn liều thì nó sẽ có hiệu quả thấp hơn so với các liều khác. Người ta đã sử dụng cái việc người ta đã thử và thấy có hiệu quả khi mà dùng nitrofurantoin 100 mg 4 lần một ngày khi mà trong vòng 21 ngày khi mà điều trị lần đầu thất bại. Và chúng ta vẫn có thể cân nhắc các loại kháng sinh khác như là amoxicillin 500 mg 3 lần một ngày, hoặc là ampicillin 4 lần 250 mg 4 lần một ngày, hoặc là cephalosporin 250 mg 4 lần một ngày. Còn đối với cái up-to-date thì người ta khuyến cáo đầu tiên tốt nhất nên dùng đó là nitrofurantoin 100 mg đường uống thì mỗi 2 lần một ngày, sử dụng từ 5 đến 7 ngày, và người ta khuyến cáo là không nên sử dụng trong tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ. Và cái việc mà sử dụng nitrofurantoin này cũng không có hiệu quả khi mà bệnh nhân bị viêm đại bệ thận. Tiếp theo thì người ta sẽ dùng amoxicillin 500 mg đường uống mỗi 8 giờ một ngày, mỗi 8 giờ hoặc là 6 hoặc là 875 mg mỗi 12 giờ một lần, cũng từ 5 đến 7 ngày, và thường được sử dụng hơn khi mà có phát hiện ra vi khuẩn gram gram âm, nhưng mà có thể không được hiệu quả trên một số vi khuẩn gram âm. Hoặc là amoxicillin cùng với kết hợp với acid lavulanate thì sử dụng
mỗi 8 giờ 500 mg, mỗi 8 giờ hoặc là 875 mg mỗi 12 giờ, cũng từ 5 đến 7 ngày. Hoặc là người ta có sử dụng đường phosphomycin 3 gram đường uống mỗi ngày, bởi vì ở đây người ta thấy rằng là chỉ có mỗi cái phosphomycin này á, thì sử dụng đơn liều thì có hiệu quả tương đương hiệu quả trên trên việc điều trị. Đối với cái vi khuẩn niệu không triệu chứng, và người ta cũng không khuyến cáo sử dụng cho cái nhiễm trùng đường tiết niệu khi mà đã có triệu chứng ở trên trên đường ở trên bể thận, đại bể thận. Qua Tuấn ơi, về theo dõi thì có đến 30% các trường hợp thất bại trong đợt điều trị lần đầu tiên. Do đó nên là người ta có khuyến cáo là sẽ up to date có khuyến cáo sẽ sử dụng sẽ cấy lại nước tiểu sau 1 tuần khi đã hoàn thành điều trị, và nếu mà cái kết quả cấy lại âm tính và không có xuất hiện triệu chứng ở đường tiết niệu thì không cần làm gì thêm. Nhưng nếu mà cấy lại với kết quả âm tính thì thực hiện một đợt kháng sinh điều trị theo cái con vi khuẩn được được cấy ra. Nếu mà con vi khuẩn đó là được cấy ra theo cũng như giống như con ban đầu thì có thể sử dụng lại cái loại kháng sinh đã dùng lần đầu tiên, nhưng mà với số ngày nhiều hơn, giống như cái William thì sử dụng cái kháng sinh nitrofurantoin thêm 21 ngày, và sau khi đợt điều trị thứ hai thì không có làm xét nghiệm lần nữa. Tuy nhiên thì sẽ có một số trường hợp như là ở một vài nghiên cứu thì người ta thấy thì người ta nói theo kinh nghiệm thì sẽ có một vài bác sĩ lâm sàng khi mà xét nghiệm cái nước tiểu mà xuất hiện con GBS thì người ta sẽ trước khi sanh người ta sẽ cho dự phòng nhiễm khuẩn sơ sinh, nhiễm trùng sơ sinh cho trẻ, bởi vì cái mặc bất kể cái số lượng mà chỉ bất kể số lượng con GBS được cấy ra bao nhiêu, dù có đạt được cái ngưỡng là 10 mũ 5 khống trên 1 ml hay không. Phần thuyết trình của em ở đây là hết, thì em xin nhường lại cho bạn Tuyến ạ. Xin chào anh và các bạn. Tiếp theo em sẽ trình bày bệnh cảnh thứ hai của nhiễm trùng tiểu là viêm bàng quang cấp. Về phần tổng quan thì tính là tình trạng nhiễm trùng đường tiểu dưới thì cái nguyên nhân gây ra nó có thể là do vi khuẩn hoặc là không phải vi khuẩn. Viêm bàng quang cấp tính thì nó sẽ xảy ra ở khoảng 1 đến 2% ở những sản phụ. Nếu mà không được điều trị thích hợp thì có khoảng 15 đến 50% trường hợp nó sẽ có biến chứng là đường tiết niệu trên, tức là viêm đại bể thận. Về lâm sàng của viêm bàng quang cấp thì những triệu chứng cơ năng mình có thể gặp được như là khó tiểu. Khó tiểu đây người ta mô tả là cảm giác nóng rát khi đi tiểu. Ngoài ra còn có triệu chứng của kích thích bàng quang như là tiểu gấp, tiểu thường xuyên. Điều này thì cũng có thể gặp ở trong cái sinh lý bình thường của thai kỳ, khi mà cái tử cung nó to, nó chèn ép lên đường tiết niệu thì có thể dẫn tới triệu chứng là tiểu gấp, tiểu thường xuyên. Những cái biểu hiện toàn thân ở trong cái viêm bàng quang cấp như là sốt hoặc là ấn lạnh thì nó thường không xuất hiện. Tiểu mủ thì thường lúc nào cũng có. Tiểu máu vi thể phổ biến, và đôi khi là tiểu máu đại thể do viêm bàng quang xuất huyết. Thăm khám lâm sàng thì mình sẽ thăm khám những gì? Thứ nhất là mình sẽ ghi nhận cái dấu hiệu sinh tồn, ghi nhận những cái dấu hiệu nhiễm trùng trên lâm sàng để phân biệt với viêm đại bể thận cấp như là sốt, lạnh run, vẻ mặt nhiễm trùng, còn có đau hông lưng. Ngoài ra thì mình cũng cần phải khám thêm âm đạo để loại trừ cái viêm âm đạo và viêm viêm cổ tử cung kèm theo. Phần cận lâm sàng thì đầu tiên là mình sẽ xét nghiệm nước tiểu. Thì thường đối với cái viêm bàng quang cấp thì sẽ có bạch cầu niệu dương tính là từ 2 cộng đến 3 cộng, có thể có nitrit niệu dương tính. Cái nước tiểu thì là kết quả sẽ 10 mũ 5 khối trên 1 ml. Có thể có protein niệu hoặc không.
trừ có tiểu mẫu đại thể. Ở các xét nghiệm khác như xét nghiệm máu thì thường là không cần thiết, thì bạch cầu trong những trường hợp này thì không tăng cao. Ở trên siêu âm thì có thể thấy hình ảnh thành bàng quang dày hơn bình thường. Về phần chẩn đoán á, thì mình sẽ kết hợp giữa cái lâm sàng và cận lâm sàng. Lâm sàng, những triệu chứng lâm sàng như là tiểu đục, tiểu khó, tiểu thường xuyên, tiểu gấp, có cảm giác đau ở cái vùng bụng hoặc là vùng ở trên trên sương mù, thì cái điều này người ta có thể giải thích là khi bàng quang viêm mà nó căng đầy lên thì sẽ có triệu chứng này. Và cái nước tiểu thì kết quả sẽ là từ 10^2 đến 10^3 khối trên 1 ml. Qua tiếp đi Tuấn. Về phần chẩn đoán phân biệt của viêm bàng quang cấp thì ở đây em đưa ra 4 cái chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất là cái viêm âm đạo, thì cái triệu chứng tiểu tiểu rát, tiểu khó thì nó cũng có thể gặp. Nhưng mà khi mà khám âm đạo thì mình sẽ ghi nhận thêm những triệu chứng như là có dịch âm đạo, có mùi hôi, ngứa. Cái triệu chứng kích thích bàng quang thì nó sẽ không có ghi nhận. Những cái tác nhân thường gặp của cái viêm âm đạo sẽ là nấm, Trichomonas và những cái vi khuẩn. Chẩn đoán phân biệt thứ hai là cái viêm niệu đạo, thì thường gặp ở những người phụ nữ mà có hoạt động tình dục thường xuyên, có chứng tiểu rát. Đặc biệt với những người mà có tiểu mủ trên cái kết quả nước tiểu, nhưng mà khi cấy thì không có vi khuẩn, thì mình sẽ gợi ý đến những cái tác nhân khác như là cái chlamydia, lậu, trichomonas, candida hoặc là herpes simplex virus. Chẩn đoán phân biệt thứ ba đó là bệnh lý viêm bùng chậu, thì cái triệu chứng của nó cũng tương tự. Cái triệu chứng của nó sẽ gồm có đau cái vùng bụng dưới hoặc vùng chậu và sốt. Cái chứng khó tiểu thì cũng có thể có hoặc là không. Cái bệnh lý viêm vùng chậu thì mình có thể loại trừ bằng cách là mình khám. Khi khám cổ tử cung, khám vùng chậu thì khi mà mình lắc cổ tử cung hoặc là mình sờ chạm thì có thể gây đau. Thì đó là cái dấu hiệu của bệnh lý viêm vùng chậu. Cuối cùng là cái chẩn đoán là hội chứng bàng quang đau. Thì đây là một cái chẩn đoán loại trừ khi mà người phụ nữ có cảm giác khó chịu liên tục liên quan đến bàng quang, có khó tiểu, có kích thích bàng quang nhưng mà không có bằng chứng nhiễm trùng hay là các nguyên nhân khác. Qua tiếp đi Tuấn. Về phần điều trị thì như các bạn có thể thấy thì ở đây là một cái bảng những cái loại vaccine, những cái loại kháng sinh mà dùng để điều trị nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng. Nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng thì ở cột ở giữa và viêm bàng quang cấp thì ở cột phía bên tay phải. Thì những người ta chia làm ba 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 nhóm. Thứ nhất là nhóm đầu tay, thứ hai nhóm B và nhóm C. Thì các bạn có thể đọc thêm về thời gian điều trị của cái viêm bàng quang cấp thì trong khoảng 7 ngày. Mình cũng có tìm thêm tài liệu trên William thì người ta có đưa ra hai phác đồ nữa là cái phác đồ đơn liều và phác đồ 3 ngày. Thì người ta nhận định là phác đồ 3 ngày thì nó có hiệu quả đến 90%. Còn trong khi cái phác đồ đơn liều thì nó ít có hiệu quả hơn. Và khi muốn sử dụng phác đồ 1 thì phải là loại trừ được viêm thận bể Như mình đề cập ở trên thì có tới 3 loại phác đồ là phác đồ 1, phác đồ đơn liều, phác đồ 3 ngày, phác đồ 7 ngày. Nhưng mà theo mình đọc ở trên nhiều tài liệu thì thấy đa số là người ta sẽ điều trị sử dụng cái phác đồ 7 ngày để điều trị. Khi mà điều trị ghi nhận ở sản phụ mà có triệu chứng là có tiểu mủ mà cái nước tiểu âm tính thì người ta sẽ nghĩ đến cái hướng là bị viêm niệu đạo, và một trong những cái tác nhân hàng đầu người ta nghĩ đến chính là chlamydia trachomatis. Thì người ta sẽ sử dụng cái kháng sinh đặc hiệu cho nó là azithromycin. Tại sao mà nhiễm chlamydia trachomatis thì cái kết quả cái nước tiểu nó lại âm tính? Thì
Thì như chúng ta cũng đã biết thì chlamydia trachomatis là một loại vi khuẩn mà nó ký sinh nội bào. Những cái phương pháp mà nuôi cấy thông thường thì là khó để xét nghiệm ra nó. Thì những cái phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng để xét nghiệm như là xét nghiệm huyết thanh IgM, IgG hoặc là PCR. Mẫu thử thì sẽ lấy chất nhờn từ cổ tử cung ở cửa ống dẫn tiểu. Nước tiểu thì cũng có thể sử dụng nhưng mà phải sử dụng nước tiểu đoạn đầu, không dùng đoạn giữa. Qua tiếp đi Tuấn. Về cái quản lý của viêm bàng quang tái phát thì ở nếu trong thai kỳ mà có tái phát từ 3 lần trở lên đối với viêm bàng quang cấp thì người ta sẽ tiến hành dự phòng. Trong bối cảnh mà trên sản phụ có ghi nhận những cái nguy cơ khác mà có thể làm tăng cái nguy cơ biến chứng lên, ví dụ như đái tháo đường hoặc là bệnh lý hồng cầu hình liềm, thì thường là sau cái đợt đầu tiên thì người ta sẽ tiến hành dự phòng. Vậy thì dự phòng người ta sẽ sử dụng thuốc gì? Khi dự phòng á, thì người ta sẽ sử dụng cái kháng sinh mà dựa trên cái kết quả của kháng sinh đồ, tức là nó nhạy cảm với loại kháng sinh nào thì sẽ sử dụng loại kháng sinh đó. Ở đây người ta có khuyến cáo đưa ra hai loại, đó chính là nitrofurantoin liều thấp là từ 50 đến 100 mg đường uống hoặc cefalexin 250 đến đến 500 mg đường uống. Và cái loại nitrofurantoin thì như như bạn Trung cũng đã nói trên thì mình sẽ không có sử dụng ở trong cái tam cá nguyệt đầu tiên vì nó liên quan, người ta nghiên cứu nó có liên quan đến khả năng gây dị tật thai. Còn cefalexin thì là nhóm sinh pha 1 thì nó tương đối là an toàn. Về cái ảnh hưởng lên thai kỳ thì đối với viêm bàng quang cấp tính cấp trên thai kỳ mà được điều trị sớm á, thì người ta không nó sẽ không có liên quan đến cái nguy cơ nhẹ cân sinh non hoặc là viêm thận bể thận. Ở phần trình bày của mình đến đây là hết ạ. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Tuấn ạ. Em xin trình bày tiếp về phần viêm thận bể thận cấp. Về tổng quan là viêm thận bể thận cấp khi mang thai là một bệnh lý toàn thân nghiêm trọng, có thể diễn tiến thành nhiễm trùng huyết hoặc là siêu hấp hoặc là thiếu máu, có thể là chuyển dạ sinh non và sinh non ở mẹ và bé. Viêm bể thận xảy ra ở 2% phụ nữ mang thai, đến 23% ở phụ nữ này có thể bị tái phát trong một thời kỳ mang thai. Nguyên nhân thường gặp nhất vẫn là do vi khuẩn E. coli. Về lâm sàng là hầu hết các trường hợp viêm bể thận xảy ra trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba, biểu hiện của nó là các biểu hiện của nhiễm trùng đường tiết niệu trên và thận như là có sốt, có đau hạ sườn, buồn nôn, nôn hoặc là đau lưng. Các triệu chứng của viêm bàng quang thì có thể có hoặc là không. Thì cận lâm sàng thì cũng khá là giống với lại viêm bàng quang như là tắm tiết nước tiểu, cái nước tiểu, làm các sinh đồ. Ngoài ra thì còn có nếu mình nghi ngờ nhiễm trùng huyết thì mình có thể cấy máu hoặc là mình muốn phân biệt với là xỏ thận thì mình siêu âm thận. Còn chẩn đoán xác định là khi có các triệu chứng như là đau hạ sườn, buồn nôn, nôn, sốt hoặc là đau gốc lưng, đau lưng thì có thể mà có thể có hoặc không có các triệu chứng của đập viêm bàng quang và có bằng chứng của vi khuẩn thì ta có thể chẩn đoán xác định là viêm đại bể thận cấp. Về điều trị là thường dùng nó là dùng kháng sinh đường tĩnh mạch cho đến khi người phụ nữ khỏi bệnh trong 24 đến 24 giờ 24 48 giờ và cải thiện về mặt triệu chứng. Là sau khi cải thiện lâm sàng cải thiện thì bệnh nhân có thể được chuyển sang điều trị bằng đường uống và kháng sinh đường uống và các beta lactam đường tiêm là phổ rộng là những kháng sinh được ưu tiên dùng trong điều trị viêm bể thận theo kinh nghiệm ban đầu. Nên tránh dùng fluoroquinolone, quinolone và aminoglycoside dùng lâu dài vì có thể ảnh hưởng độc lên thai nhi. Đây là một số thuốc điều trị ở trong up-to-date có cập nhật lên. Như là nhóm đầu là điều trị
viêm thận bế thận nhẹ đến trung bình là mình điều trị như ceftriaxone, cefepime, acetonam hoặc là dùng amoxicillin kết hợp với là gentamicin. Còn nhóm ở dưới là dùng để điều trị viêm thận bế thận nặng. Đây là các giống thuốc cấp 3 bên em, các bạn có thể tham khảo liều bên phải là liều của. Còn điều trị dự phòng viêm đại phế thận tái phát là mình nên dùng kháng sinh liều thấp như là cefalaxin hoặc là nitrofurantoin. Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn anh và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn nhóm. Thì cảm ơn tụi em thì bài trình cũng tương đối đầy đủ về những cái bệnh lý tiết niệu trên thai kỳ bao gồm nhiễm trùng tiểu trên với nhiễm trùng tiểu dưới. Có nhắc tụi em xíu là cái bài trình nó hơi cái cắt slide của tụi em nó hơi một slide nó hơi nhiều chữ ấy. Cho nên mình chỉnh lại hay cho nó bớt chữ đi để người học người theo dõi người ta có thể tập trung hơn, người ta bớt buồn ngủ, giống như là những cái hình mà tụi em chụp ấy, của những cái bài báo đó, thì mình nên có phần highlight những cái phần mà mình muốn nói tới, hoặc là em gạch chân ở phía dưới, chứ em đưa nguyên một cái đoạn kết luận lên thì thật sự rất là khó cho các bạn để theo dõi cái phần nào nó quan trọng. Hoặc là mấy cái đoạn trích dẫn thì tụi em không cần ghi là theo ACOG hay gì hết, tụi em chỉ cần ghi cái ý của ACOG rồi mình trích dẫn cái phần tài liệu tham khảo ở phía dưới của cái slide đó thì là các bạn có thể hiểu rồi, và cái lượng chữ nó sẽ ít hơn nhiều. Thì nên rút ngắn cái số lượng chữ trong một cái slide thì mọi người có thể chú ý tập trung hơn. Thì nói chung bài nhiễm khuẩn niệu thì nó cũng tương đối đơn giản, cho nên anh cũng nói nhanh ha, tại vì cũng 2 tiếng rồi, 2 tiếng rưỡi rồi. Thì cái bài này thì chủ yếu tập trung thì tụi em sẽ thấy là những cái nhiễm khuẩn tiết niệu thì cái ảnh hưởng nhiều nhất của nó lên thai kỳ nó là làm tăng cái nguy cơ ối vỡ sớm ha. Mà tụi em biết ối vỡ non thì nó sẽ gây săn non, thể trẻ nhẹ cân, sảy thai, những cái chuyện khác nữa ha. Cho nên và nó sẽ liên quan, nghĩa là nhiễm trùng tiểu nó sẽ liên quan tới nhiễm trùng đường âm đạo, nhiễm trùng cổ tử cung, viêm tử cung, viêm phần phụ, nhiều thứ nó đi vòng vòng chung với nhau vậy đó, cho nên nó sẽ làm tăng nguy cơ vỡ ối và nhiễm trùng ối sớm cho bệnh nhân, dẫn tới cái chuyện là săn non. Cho nên những trường hợp mà tụi em để ý cái tiền sử của bệnh nhân, ví dụ như là mang thai 2 lần, lần nào cũng 20 mấy tuần bị vỡ ối, thì mình nên chú ý cái bệnh nhân này có nguy cơ của nhiễm trùng tiểu hay không. Rồi về lâm sàng thì nhiễm trùng tiểu nó tương đối dễ để chẩn đoán. Những cái trường hợp ví dụ như là nó viêm đại bệ thận hay là nó viêm bàng quang, thì ví dụ như là viêm bàng quang thì triệu chứng chính của nó là cái triệu chứng kích thích bàng quang. Còn đối với viêm đại bệ thận, nó là một cái nhiễm trùng tiểu trên nặng, thì nó sẽ gây ra những triệu chứng là sốt như đau. Thì nói chung là cái lâm sàng của nó tương đối rõ ràng. Rồi còn về cận lâm sàng thì nhiễm trùng tiểu của trên như viêm đại bệ thận thì mình không nói ha. Còn đối với nhiễm trùng tiểu dưới thì chủ yếu là cấy ha. Cho dù là nó có triệu chứng hay không thì cái chẩn đoán cuối cùng của chúng ta cũng là cấy nước tiểu, chứ mình không có thể xài những cái loại khác như là que nước tiểu 10 thông số được ha. Những cái đó nó không có chính xác ha. Kết quả để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu phải là cấy nước tiểu. Và nó có cái chỉ số ha, nó có cái chỉ số để chẩn đoán để tụi em có thể theo dõi ha. Thì đó, thì nói chung là nó tương đối đơn giản. Lâm sàng thì nó sẽ đại diện, nó sẽ đặc thù cho từng cái hình thái, và cái tiêu chuẩn chẩn đoán dựa trên cái nước tiểu thì nó cũng rõ ràng. Và về điều trị thì rõ ràng là kháng sinh dựa trên kháng sinh đồ là tốt nhất ha. Nghĩa là nếu mà ca đó có cái nước tiểu thì kháng sinh đồ ra cái gì thì tụi em xài cái nhạy của cái đó thì là tốt nhất. Nhưng mà nói chung thì thường kinh nghiệm điều trị nhiễm trùng tiểu á, nhiễm trùng đường tiết niệu đó trên thai kỳ thì thường cái nhóm mình sử dụng nhiều nhất á, tuy nó không phải là first choice nhưng mà nó là một cái nhóm tương đối được sử dụng rộng rãi và nó an toàn, đó là cái nhóm cephalosporin. Cái nhóm beta lactam đó thì tụi em có thể sử dụng amoxicillin cũng được, ampicillin cũng được, cefalexin cũng được. Rồi mình sẽ sử dụng, cái thời gian sử dụng là từ 5 tới 7 ngày ha. Đó là những cái phác đồ mà mình sử dụng nhiều nhất ha.
Còn tất nhiên nếu như mà tốt nhất thì vẫn là theo đúng cái kết quả cấy nước tiểu, và nếu như không có mà điều trị theo kinh nghiệm thì an toàn thì tụi em cứ xài nhóm beta-lactam, cái nhóm nitrofurantoin, thì hiện tại mình chưa có phổ biến và nó cũng có nguy cơ nó gây bất thường thai nhi, cho nên hiện tại cũng không có được sử dụng nhiều. Trừ những trường hợp mà mình xài beta-lactam nó hiệu quả thì có thể mình cân nhắc mình đổi nhóm đó thôi, chứ hiện tại thì anh thấy là xài cái nhóm đó cũng không nhiều. Rồi đối với nhiễm trùng tiểu dưới thì tụi em có thể uống được ha. Còn đối với nhiễm trùng tiểu trên thì rõ ràng nó là một cái nhiễm trùng nặng thì mình phải chích thuốc ha. Có thể là cephalosporin hệ thứ ba, thứ tư, hoặc là những cái nhóm mà mạnh hơn như là inebenem hay gì đó ha. Thì trong bài của các bạn thì nó có hết. Thì chủ yếu nếu như mà hỏi thi thì anh sẽ tập trung hỏi cho bốn vấn đề chính ha. Một là những cái ảnh hưởng của nhiễm trùng tiểu lên cái chuyện mang thai của bệnh nhân, mà như anh nói là chủ yếu là nó gây nhiễm trùng ối, ối vỡ sớm, sanh non, sảy thai, đó là những cái ảnh hưởng chính. Cái thứ hai là cái lâm sàng của từng cái hình thái, thì nó rất là dễ nhận biết nhưng mà mỗi cái hình thái lâm sàng nó sẽ có những cái dấu hiệu nhận biết riêng của nó, thì tụi em cũng nên biết, tại vì khi mà mình chẩn đoán sai đó thì mình sẽ điều trị sai và cái outcome của bệnh nhân nó sẽ không được cải thiện, cho nên rõ ràng là cái đó thì nó không quá khó, cho nên các bạn cũng cố gắng nắm cái lâm sàng của từng cái hình thái ha. Rồi tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm trùng tiểu trên cái nước tiểu thì bắt buộc cái này tụi em phải nắm rồi, cái này thì đó là bắt buộc mà đó là châm ngôn mà mình phải nắm được cái chuyện đó. Và về cái điều trị, điều trị thì các em đọc sơ qua để có bị có câu hỏi về điều trị thì cũng biết làm rồi. Cũng 4 giờ rồi ha, thì các bạn nếu có câu hỏi nào thì có thể đặt cho nhóm trình trả lời, không được thì anh sẽ trả lời. Còn nếu không có câu hỏi gì hết thì mình sẽ nghỉ. Cảm ơn các bạn. Nắm chừng có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Các bạn có muốn đặt câu hỏi gì cho nhóm trình với không? Em muốn hỏi cái chỗ mà tăng nguy cơ tiền sản giật thôi anh. Tăng nguy cơ tiền sản giật. Trong bài trình của nhóm thì kêu là những tuần tiểu làm tăng nguy cơ tiền sản giật, mà em không biết là có cái cơ chế nào để giải thích hay không. Nhóm trình trả lời kìa. Thì cái mà chỗ mà tăng nguy cơ tiền sản giật đó thì mình đọc thêm cái nghiên cứu là nghiên cứu nó hồi cứu chứ nó không có đưa ra một cái cơ chế cho mình cũng chưa chưa có một cái lời giải thích cái nói chỗ đó không rõ cho lắm nên mình coi. Thật ra thì tụi em sẽ biết là có một vài cái, nghĩa là những cái nghiên cứu nó sẽ đưa ra cái đó là risk factor ha, nghĩa là khi mà người ta nghiên cứu người ta thấy khi mà nó có hiện diện của cái yếu tố này thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh của bệnh nhân lên ha. Thì người ta nếu mà người ta đánh giá là nó có ý nghĩa thống kê đó thì người ta sẽ nói nó là một cái risk factor của cái bệnh lý đó, thì sẽ có những cái risk factor nó là giải thích được cái cơ chế và có những cái người ta chỉ đánh giá được nó làm tăng nguy cơ thôi. Thì tiền sản giật nó là một trong những thứ đó ha. Ví dụ như là nếu mà nói là nhiễm trùng tiểu làm tăng nguy cơ sanh non thì tụi em có thể giải thích được qua cái cơ chế là nó gây viêm nhiễm tử cung ha, hoặc là nó gây vỡ ối sớm, hoặc là nó gây kích thích tử cung, nó gây co bóp sớm dẫn tới chuyện sanh non. Còn thật sự về tiền sản giật thì anh cũng chưa đọc được cơ chế vì sao nó làm tăng nguy cơ tiền sản giật, nhưng mà theo anh nghĩ ha, thì đối với những cái tình trạng, thứ nhất là nhiễm trùng, nói chung là tất cả những tình trạng nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà cái thai nhi nó làm tổ, cái bánh nhau nó bám vô cái vùng màng màng đệm đó của tử cung đó, tất cả những vấn đề ảnh hưởng đến cái chuyện mà tạo thành cái hàng rào giữa bánh nhau với tử cung, những cái hệ động mạch xoắn đó, nó đều làm tăng nguy cơ của tiền sản giật lên. Ví dụ như là trong trường hợp nếu như mà bệnh nhân có nhiễm trùng tiểu dẫn tới cái chuyện là cái tử cung nó bị viêm nhiễm, thì khi mà em bé nó làm tổ trên một cái nền tử cung viêm nhiễm như vậy thì cái nguy cơ tạo thành một cái hàng rào động mạch xoắn bất thường nó sẽ cao hơn so với những em bé khác, và khi mà cái quá trình mà xâm nhập của bánh nhau vô cái nội mạc tử cung nó có vấn đề thì tụi em sẽ thấy là khi đó nguy cơ tiền sản giật của bệnh nhân sẽ tăng lên rất là cao. Ví dụ như là một vài cái bệnh lý hay viêm nhiễm nội mạc tử cung hay là những cái vấn đề liên quan tới hỗ trợ sinh sản, đó là mình tác động một cái nhân tạo vô thì cái chuyện mà
nguy cơ nó tăng tiền sản giật lên nó rất là nhiều. Thì anh nghĩ đó là cơ chế, nhưng mà cái này là anh tự nghĩ thôi, chứ còn về giải thích thì anh cũng chưa đọc được cái phần giải thích, hiện tại vẫn đánh giá nó là một cái yếu tố nguy cơ thôi. Dạ, cho mình hỏi, cái tiêu chuẩn chuẩn đoán thì bạn có nói là ngoài triệu chứng lâm sàng ra thì có xác nhận lại bằng cái vi khuẩn niệu á, thì cái ngưỡng nào vậy? Tại mình thấy trên bài không có để. Khoa vừa hỏi gì á? Khoa hỏi lại thế Khoa. Ông mic bị lag sao á? Cái lúc nãy bạn cái tiêu chuẩn mà viêm đại vị thần cấp á, bạn có nói là cái triệu chứng lâm sàng với lại là được xác nhận lại có vi khuẩn trên nước tiểu á, nhưng mà không có để cái bao nhiêu là mình được tính là có giá trị á. À, nó cũng là khá giống với lại viêm bàng quang á, nhưng mà em nói luôn là có trên 10-14 không vi khuẩn trên ml nước tiểu á, là có chẩn đoán 14 của nước tiểu giữa dòng đúng không ta? Đúng rồi Khoa. Cảm ơn. Với cái chlamydia thì tụi em biết chlamydia là một trong những tác nhân nhiều nhất của viêm cổ tử cung ha. Cho nên nếu như mà nhiễm trùng tiểu do chlamydia thì thường nó sẽ đi kèm với viêm cổ cung. Thì để đánh giá thì bạn cũng đưa ra mình những cái cách để mình đánh giá bệnh nhân có chlamydia hay không. Đầu tiên là mình kiểm tra coi bệnh nhân có viêm cổ cung hay không ha. Còn không thì mình sẽ cấy cái mình sẽ làm PCR cái phết dịch ở vùng âm đạo ha, âm đạo cùng đầu. Rồi còn cái xét nghiệm IgM với IgG thực ra thì nếu như mà rubella thì nó chỉ đánh giá được là bệnh nhân có từng nhiễm hay không hoặc là có đang nhiễm cấp tính hay không, chứ còn cái mức độ nhiễm như thế nào thì đánh giá không được ha. Thì nói chung cái đó chỉ để xác định là có nhiễm chlamydia hay không. Còn anh nghĩ thì cái phết cái PCR cái dịch âm đạo thì nó sẽ tốt hơn. Còn không thì chỉ cần mình dựa trên cái triệu chứng lâm sàng, mình thấy bệnh nhân có kết hợp giữa viêm cổ cung kết hợp với nhiễm trùng tiểu thì tụi em cũng có thể phụ cái chlamydia cũng được. Tại vì cái kháng sinh azithromycin thì nó cũng tương đối an toàn cho thai kỳ. Trong những trường hợp mà mình điều trị nhiễm trùng tiểu hay không đáp ứng mà kèm với viêm cổ cung nữa thì tụi em có thể phụ thêm cái azithromycin vô. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không có thì chúc mừng tụi em đã hoàn thành tốt cái chương trình sản khoa Y6 ha. Thì mình sẽ còn một cái phần thực hành nữa. Thì khi nào mình đi được thì sẽ sắp xếp cho tụi em ha. Nhưng mà nó sẽ hơi đông và nó sẽ hơi phức tạp xíu. Thì tới đâu mình tính tới đó thôi, chứ giờ tính trước cũng không được. Trước mắt thì các bạn cứ cố gắng chích 2 mũi vaccine. Còn có thông tin gì thì các anh chị sẽ thông báo với tụi em. Thì về bài của anh thì thật ra đầu giờ thì anh la vậy thôi, chứ thật sự anh cũng không có phải là người mà thích làm khó tụi em, cho nên anh nói vậy thôi chứ cũng sẽ không có làm gì nhiều, không có gì làm gì nhiều ảnh hưởng tới điểm số của tụi em. Các bài của anh thì anh đều nhắc các phần mà anh sẽ ra thi, cho nên các bạn cố gắng học theo đúng cái phần mà anh lưu ý tới. Và thật ra anh sẽ để thống nhất tài liệu thì anh sẽ hỏi trên tài liệu mà các bạn trình nhé. Rồi, nếu như không có câu hỏi gì thì mình kết thúc buổi học nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Chào tụi em.